Dạ, xin chào anh Phương ơi. Chào anh Thần, anh Thần. Dạ, hôm nay mình giới thiệu những cái cây vườn sưu tầm đó cho quý cô chú, anh giới thiệu luôn Phương ơi. Chào cô chú và anh chị gần xa. Nay em có lên đếp mấy cây bonsai hình quái nha cô chú. À, bonsai giống quái ha. Dạ, dảo giá dạ, hữu nghị. Rồi, cho quý cô chú chơi dịp Tết luôn ha. Dạ. Rồi, bây giờ em mời anh Phương vô giới thiệu luôn đi. Đó, cây đầu tiên. Đầu tiên là cây A1 nha cô bác. Rồi, cây A1. Đặc biệt là giá này gắt quá luôn. Bonsai giống quái quý cô chú. Đế thì để nôm nha cô bác. Quay tròn vòng cái lên luôn. Cái này là bông nó sao luôn? Bông này dảo Thủ Đức anh. À, dảo Thủ Đức ha. Dạ. Đó, anh cứ thông tin cho quý chú bác rồi có cái thông tin mà. Này là dảo Thủ Đức nha quý cô chú. Đó, bonsai dáng quái. Đặc biệt là không có bao chậu nha cô bác. Rồi, coi như là không có xếp chậu ha. Dạ. Đó, thông tin cho quý cô chú. Vô bầu về quý cô chú cứ vô chậu ha. Tùy ý thích. Rồi anh quay qua nữa đi, anh quay qua cho anh thấy cái chỗ mà thuận tiện cho mình lấy cái thông số vô quý cô chú luôn nè. Đó, mình cái dạng bonsai quái. Đây đây là đây, anh đo sơ sơ, đo hào để quý cô chú hình dung nè. Đó, cái thông tin của cây. Mười. Anh cứ đo đi rồi anh lại giới thiệu cho quý chú bác luôn. Thế nam lên 4. Ủa? Em lên là 10 luôn đó nam. Chiều dài chiều cao nó luôn. Chiều cao là 45. 45 ha. Dạ. Yeah. Người ta cái tàn bay của nó là 39. Hồi đầu là 39. Đẹp rồi đó, cô chú khỏi lo nha. Đây cái dáng thế của em nó đây rất là quái dị luôn. Rồi báo giá luôn anh Phương ơi. Cái này báo giá là 900 cô ơi. À 900 ha. Dạ, bao ship 200 km. Rồi ship 200 cây số. Đó, quý chú bác cứ từ từ thông thả xem. Nếu mình thấy hợp nhãn cây nào thì cứ alo liên lạc với anh Phương nha. Rồi bây giờ mình đổi cái cây tiếp theo cho quý chú bác giao lưu nha. Rồi. Cái này vừng để đâu? Đây mời quý cô chú chậu lưu cây số 2 nha. Rồi anh Phương giới thiệu luôn thôi. Cây này là cây số 2 cô bác. A2. Cũng là dảo Thủ Đức không nghe cô bác. Dảo Thủ Đức luôn ha. Dạ. Yeah. Anh Phương cứ quay một vòng đi. Rồi quý chú bác hình dung cái dáng đó. Dáng nó hơi xiên xiên mà cũng quái, cái đế quái nha. Quý cô chú à. Đợt này anh Phương giao luôn những cái bonsai nhỏ giá hữu nghị cho quý cô chú chơi cái dịp Tết này để bàn. Đây bộ đế đây quý chú bác ơi. Quái, thúng quái ha. Thúng quái nó liền như cầu. Coi như là nó cái hình thức của nó là để bàn ha. Yeah. Bonsai để bàn mà bộ đế quái. Cũng dảo Thủ Đức ha. Dạ. Yeah. Rồi lấy thông tin luôn, vị trí luôn anh Phương. Dán em nó uống nó lắc lượng lên trên. Dán hơi xiên một tí. 14. Rồi vị trí này 14 ha. Cây này không biết sao đo. Rồi mình hao hao đi, hao hao cái chiều cao nó. Ừ. Cao nó dòng lượng là 50, dòng lượng nha cô bác, 50 tới đây. Là 50 luôn. Đế này. Hào hào cái hoành chỗ cái thân đó anh Phương. Này hả? Ừ, chỗ đó. Chú ý cô chú hình dung cái độ lớn đó. Mình nghĩ là cũng cỡ mười mấy ha. Dạ, 15. 15 ha. Đó. Cái này nó xù. Đó, cái hình thức đó là một cái bonsai để bàn. Bông thì bao bông đẹp ha. Dạ. Cây rất là khỏe nha. Rồi cây này giao lưu luôn cô ơi. Này giao lưu là 900 anh. 900 luôn ha. Dạ. Rồi cũng ship 200 cây số. Dạ. Đó, cô chú cứ thông thả.
thả xem. Đợt này giao luôn những cái cây bonsai để bàn giá hữu nghị nha. Rồi cây tiếp theo luôn, đổi cái cây cho quý chú bác. Rồi, rồi mời anh Phương giới thiệu luôn. Này cây số 3. Cây số 3 quý chú bác ơi. Rồi giới thiệu cây luôn Phương ơi. Vẫn là cây giảo luôn nè, giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức luôn. Dạ. Đặc biệt là có hình dốc nó quái. Dạng thú, dạng quái nè. Bây giờ mình là... cây được uống hết trơn. Đây, anh cho một vòng nữa đây nè, từ từ chậm chậm luôn rồi. Đó, cho quý chú bác hình dung rõ nè. Đó, để bên dưới nè. Dáng cũng là dáng xiên nha quý chú bác. Mà hình thú quái để bàn rất là đẹp luôn. Rồi lấy thông tin vị trí này đi Phương. Đó, vị trí này nó có một cái dáng rất đẹp. 19. À, 19 ha. Có thêm luôn. Còn nên hôm lên hình quái này là 20. Rồi. 20. Rồi, chiều cao là 46. 46 ha. Dạ. Yeah. Còn nhánh hồi đầu là 58. Anh hào hào cái đế nè, cái tổng cái đế nè, cho quý chú bác hình dung cái độ lớn nè. Ờ à, đúng rồi. 46. 46 ha. Dạ. Yeah. Rồi cho vòng nó. Bonsai sai để bàn. Giảo Thủ Đức, bông thì bao đẹp cho quý chú bác rồi. Rồi giao lưu luôn thôi. Này giao lưu chú bác là 1,2 triệu. 1,2 triệu ha. Dạ. Yeah. Ship không chậu nha quý chú bác. Đó, quý chú bác về lựa cái chậu đẹp đẹp vô là mình chơi Tết được rồi. Mấy cây này là chơi Tết được hả Phương? Dạ. Yeah. Rồi đổi cây tiếp theo luôn. Hai người. Cái vườn mai của anh Phương, cái này là rất là nhiều những cái cây bonsai. Đó thì từ từ mình sẽ giới thiệu cho quý chú bác những cái cây mà vườn của anh chăm sóc rất là kỹ nha quý chú bác. Mai vườn An Giang ở cái dầu ha, Phương cái dầu nha. Rồi anh Phương giới thiệu cây tiếp theo luôn Phương ơi. Cây tiếp theo cây số 4 rồi cô bác. Rồi đây cây số 4. Anh vừa quay vừa giới thiệu luôn đi Phương. Này mai cũng giảo Thủ Đức nha cô bác, đặc biệt là bộ đế nó nôm đẹp nha cô bác, thân lắc lượng. Có nhiều 2-3 chỗ nó lên xù. Đây, anh vừa quay vừa chỉ cho quý chú bác luôn nè. Bộ đế nôm nó rất đặc nha cô bác. Rồi quay đi. Thế rất đẹp. Rồi coi những cái dấu hiệu xù nè. Dạ. Đây, bộ đế này rất là lực lượng. Để đặt luôn, thân thì lắc lượng quá. Đây, bên trên nó em nó lắc lượng bên trên nè ha. Đó, anh cho tròn vòng đi. Rồi anh để vị trí đây luôn. Vị trí đây. Anh vừa lấy thông số rồi mình ghi chi tiết cho quý chú bác nè. Đó, những cái nốt 20. Rồi, vị trí 20. Lắc lượng chiều cao luôn. Chiều cao là 60. Cao 60. Rồi anh lo một cái vị trí cái hoành chỗ cái cổ đó đi. Quý chú bác hình dung cái độ lớn ha. Đó, đúng rồi. 20. 20 ha. Dạ. Đó. Rồi cho vòng cái luôn thôi. Thiết kỹ cho quý chú bác à, có thông tin thì dễ giao lưu nè. Dán thế ở đây chặt lại rồi giao lưu luôn cây cây số 4 này giao lưu 1,2 triệu quá. 1,2 triệu ha. Dạ. Rồi ship 200 cây số. Quý chú bác cứ thông thả từ từ xem, nếu mà có thắc mắc gì nữa thì cứ alo cho anh Phương nha. Rồi đổi cây tiếp theo luôn Phương.
anh Phương giới thiệu luôn luôn. Nên là tiếp theo là cây số 5 cơ bác. Cây số 5 ha. Cây này thì lên xù rất nhiều. Đây giá chật nha quý chú bác. Chật thẳng luôn mà tặng hồng ha. Được được sửa tại cạnh cũng nhạo nè. Cây rất là gọn luôn. Chỗ mắt nào cũng có xù hết trơn quá. Chi tiết vô tại cạnh sửa nhạo. Dáng em nó rất là xinh xinh ha, nhỏ xinh nè. Mắt nào cũng xù chứ. Xù cũng chí mà đẹp nè. Tay cầm của em đó nè. Thì xa xa đủ chú bác coi là rồi là hao hao cái thông tin của cây luôn anh. 14. 14 ha. Dạ. Yeah. Rồi. Chiều cao 55. Bông sao Vương? Cũng dảo không anh? Dảo luôn ha, dảo Thủ Đức nha quý chú bác. Tàng ngang 53. 53. Rồi anh cho một vòng rồi đi. Cái này là bãi chỗ nào cũng bãi xù chứ quá. Nách chỗ nào cũng lên xù cho cục cục chứ. Cũng dảo Thủ Đức luôn quý chú bác ạ. Đợt này Phương giao lưu những cái cây bonsai để bàn cho quý chú bác về chơi dịp Tết. Giá rất là hữu nghị. Rồi giao lưu luôn Phương. Giao lưu cái này là 700 cơ quá. Rồi 700 ha. Dạ. Yeah. 200 cây số. Bác cứ thông thả từ từ xem thích cây nào thì cứ alo cho anh Phương nha. Rồi mời hai anh đổi cây tiếp theo luôn. Thì chờ đợi thì đi sơ sơ cái gì của anh Phương. Giới thiệu cây tiếp theo luôn nè Phương ơi. Cái này là cây A6. Cây A6 nè. Rồi anh cho một vòng nữa Phương ơi. Rồi cây này anh giới thiệu luôn. Cũng là dảo Thủ Đức không anh? Dảo Thủ Đức ha. Yeah. Này, cái dáng em ở đây quý chú bác. Này, mình thấy cái lá này nó đột biến gì ta. Nó gần với bạch mai rất là. Nó gần như nó đột biến luôn. Tại vì những cái chậu này mình để gần những cái cây bạch mai quý chú bác. Cho nên cái lá nó cũng giống như là nó đột biến vậy. Xài chị. Đây, bộ đế đây. Anh lại coi giới thiệu bộ đế cho quý chú bác nè. Đế thì nó trải điệu cho cô bác. Không có thiếu chỗ nào hết. Lực ha. Dạ. Qua tròn vòng nữa đi. Đó. Đây bên trên. Đây bộ đế đây, coi là bộ đế luôn các bạn. Nách nó cũng bể chứ xù nữa các bác. Rồi anh lấy cái thông tin luôn đi vừa. Quay qua xíu nè, quay qua xíu. À đúng rồi. Hai mươi ba. Chiều cao 60. Tàng ngang 65. 65 ha. Giao lưu luôn luôn. Thì vụ đế cũng đó tương đối là lực theo quý cô bác. Cái này là giao lưu 900 hả cô bác? Ồ, 900 ha. Dạ. Yeah. Ship 200 km luôn. Nó cũng là dảo luôn nha quý chú bác. Lô này lô dảo bonsai. Rồi đổi cây tiếp theo luôn. Chơi những cái cây mà giá này mình thấy là rất là hợp lý.
Rồi anh Phương giới thiệu cây tiếp theo luôn không? Cái này là cây số 7 của á. Một cái cây chân tầng thông ha. Dạ. Yeah. Cũng là cây mai giáo luôn. Anh Phương giới thiệu luôn không? Cái này dán cuốn sẵn hay sao cô bác? Tầng thông chơi là về là chơi liền chứ không? Đây là chơi tết được luôn nè ha. Dạ, yeah. Củ thì nở nha cô bác. Củ nở, dưới nở bự lắm. Cho dòng đi cô. Đế nó cũng chảy đều tại mình không có bư quá. Nhìn cái củ thấy củ nở củ ha. Dạ. Yeah. Đây tổng thể lại với cô chú ạ. Thân em nó thì dán trực lên. Tay cầm thì cũng uống sữa nhạo hết trơn á. Dẹp tầm không. Rồi lấy thông tin luôn con. Hai mươi hai cô chú. Chiều cao là 70. Cao 70. Tầng ngang luôn. Tầng ngang 75. 75 ha. Rồi giao lưu luôn cô. Giao lưu cái này 900 hả cô á? Rồi, cái này 900 cô chú ơi. Đó, về là mình cứ vô một cái chậu mới. Đó, để mình chơi tết thôi. Rất là đẹp. Giá rất là hữu nghị. Mong quý chú bác xem thích cây nào thì cứ alo Phương nha. Rồi tiếp theo luôn, mời hai anh đổi cây tiếp theo. Rồi chú bác ơi, cây tiếp theo. Anh Phương quay một vòng giới thiệu luôn thôi. Chung mai này mới giảo không hả cô bác? Tiếp tục là một cái cây giảo. Cây mình đã uống chi đều hết. Đây cạnh uống tầng thông hết rồi ha. Dạ. Yeah. Vô cái bộ đế quý cô chú ơi. Anh cứ quay một vòng đi cho quý cô chú hình dung cái bộ đế. Đó, chạy đều ra hết nha quý cô chú. Đây già cây rồi. Già nứt cái chân. Cây này đang phát lớn mạnh nha cô bác, bể da hết trơn. Da nó coi như là gan nó phát triển. Đang phát triển mạnh nha. Đó, bên trên tay cầm đây với cô chú xem nè. Rất là đều. Được sữa nhạo hết rồi. Sữa tàn không. Lấy xa xa đi với cô chú xem. Rồi lấy thông tin luôn anh. Rồi đây đó, lấy thông tin nè. Cây này đẹp vô với cô chú ơi. Đây, bộ đế. Này là 22 quá. Rồi, vị trí này 22 ha. Dạ. Rồi, cho thêm luôn quá. Ây da. Chiều cao là 1m3. Cao 1m3. Chiều ngang luôn. 1m2. 1m2 ha. Dạ. Anh Phương giao lưu với ngay luôn cô ơi. Thu cái này chu gửi cô á. 1,5 triệu ha. Dạ. Yeah. Ship 200 cây số luôn cho quý cô chú luôn nè. Giá rất là hữu nghị. Về chỉ vô cậu mình chơi tết thôi. Bông thì bao đẹp cho quý chú bác. Rồi. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn. Rồi hai anh. Cái này là cây số 9 cô á. Cây số 9 ha. Cây này cây bộ đế của cô chú ơi. Đế bự mà củ nở luôn cô á. Nở ha. Dạ. Chực lên nha quý chú bác. Mấy cái nách đều lên xù hết trơn cô á, cục cục hết nè.
con dán tặng không luôn, được sửa nhậu. Nách chỗ nào cũng xù hết trơn nha cô bác. Biệt là củ gắt nở, cái hông kiểu xíu mà củ với bành kia. Đây, củ nở đây quý cô chú ơi. 10 đây nè. 11. Rồi lấy thông tin luôn đi em con ơi. Đó mới 14 sao cuốn. 28. Rồi, vị trí là 28 ha. Chiều cao 75. Cao 75. Tàn ngang 90. Rồi, tàn 90 ha. Quay vòng nữa cô ơi. Cô chú xem là cái bộ đế nè. Bộ đế nở. Đế là rất lực luôn á cô á. Biệt mình không có là, coi như là nó nè. Nở xa da hết rồi. Đế bình kỳ không à, không có môi. Giờ giao lưu luôn cô ơi. Cây số 9 này là 1,2 triệu cô á. 1,2 triệu ha. Dạ. Rồi cũng ship 200 cây số ha. Dạ. Thân quý cô chú xem thì thích thì alo. Rồi cái tiếp theo luôn. Rồi, có thể cây tiếp theo cô ơi. Đây là cây số 10 quá. Cây số 10. Rồi lấy thông tin luôn cô ơi. Hai mươi lăm. Vị trí này 25 quý cô chú ơi. Thân lắc lượng là 25. 55 ha. Dạ. Yeah. Cái bàn nó là bàn dài đó nè. 107. 107 ha. Dạ. Yeah. Rồi cô chú xem lại, cô chú quay vòng nữa đi. Cho quý cô chú hình dung cái dáng nè. Rồi báo giá giao lưu luôn cô ơi. Này là giao lưu 1,5 triệu cô bác. 1,5 triệu luôn quý cô chú ơi. Cây số 10 giao lưu 1,5 triệu. Cô chú cứ về vô chậu rồi chơi Tết thôi nha. Không còn phải lo lắng gì nữa. Rồi đổi cây tiếp theo luôn hai anh ơi. Đó, đợt này giao lưu với quý cô chú cái cây bonsai để qua cái bàn cho quý cô bác chơi dịp Tết thì giá rất là hữu nghị. Rồi cây tiếp theo luôn anh Phương ơi. Đây là cây số 11 của bác. Cây số 11. Cây này thì rất đẹp rồi, đế nơm của bác ơi. Đây anh giới thiệu cho bộ đế nè. Đế nơm rất đẹp. Cũng mai dảo luôn ha. Dạ. Yeah. Lô mai dảo Thủ Đức bao bông đẹp nha quý cô chú. Đó, bonsai để bàn. Quý cô chú cứ về vô chậu thôi. Anh chơi thôi. Rồi anh để vị trí đó đi Phương ơi. Rồi lấy thông tin nè. Là 18. Rồi. Rồi trên 14. Trên 14 ha. Dạ. Yeah. 50. Rồi chiều cao 50. Tặng ngang luôn. Ngang nó 70. Anh cứ quay một vòng lại đi. Rồi cứ bán hình dung cái dáng lại nè. Đó,
bonsai để bàn mini dáng quái, giá thì rất là hợp lý, là với con chú cứ về là vô chậu chơi thôi. Rồi anh giao luôn cây này luôn cô, này 1,2 triệu cô bác. Rồi 1,2 triệu quý cô chú ơi, về để bàn chơi tết rất là ok luôn. Mời. Rồi đổi cây luôn. Đây một cây mini tiếp đây quý cô chú ơi, một cái củ nở ha. Dạ. Đế này cũng gắt quá quá, tại không có bư lên nha. Nó nằm nó bè ra, đế cũng quá quái không. Rất là quái vậy ha. Ừ. Cái này đặc biệt lên cái này xù cho em, cám nha. Cái này già lắm. Đế nó gắt đặc rồi cô bác, đặt quẹo luôn nha cô bác. Quay quá. Ờ đúng rồi. Để mình đế là kẹo hết trơn cô bác nè. Xôi vô vô quý vô bác à. Quay từ từ đi, quay một vòng từ từ đi luôn. Đó. Cái cũng tương đối là già nha quý quá. Cái cũ này nó qua. Rồi anh để đó đi, lấy cái thông tin này. Qua đây. Rồi, là 17. 17 ha. Rồi đo cái cũ luôn. 26. Cũ 26 quý chú bác ơi. Chiều cao nó 18. 18 ha, rất là gọn cây nha quý chú bác. Chiều ngang nó 50. Ngang 50. Cây này đặc biệt cũ quá, già nên xù cám. Cũ này cũng già tương đối rồi, xù hết trơn. Rồi thông tin giá luôn anh Phương ơi. Này là giao lưu 500 cô bác. Rồi 500 ngàn ha. Ship 200 cây số luôn ha. Dạ. Yeah. Đó, quý chú bác cứ thông thả xem nha, giá đợt này rất là hữu nghị, hợp lý. Về chơi Tết, vô chậu chơi Tết thôi quý cô chú ơi. Rồi, đổi cái cây tiếp theo luôn. Từ từ mình sẽ giới thiệu, anh Phương sẽ giới thiệu cho quý cô chú những cây bồn đài giá hữu nghị. Rồi cái này cái số mấy cô ơi? Số 13. Cây số 13 quý cô chú. Cái này cây ghép nha cô á. À, mày ghép ha. Dạ. Yeah. Mày ghép gì thôi. Này tứ quý ghép vỏ bầu. À. Bông rất bự, bông mới lớn. Đó. Bông là mười mấy cánh, bông bự bành ghi. Bông bông dạ bông cúc á hả? Vỏ bầu. Vỏ ha. Dạ, yeah, vỏ bầu. Vỏ bầu. Bông nó bự. Đó. Này bộ đế thì quý vua chú bác ơi. Bộ đế thì rất đẹp cô bác. Quay một vòng nghe cho quý cô chú hình dung nè. Dáng thế em đó là được ghép cái bông dảo bầu ha. Dảo bầu cô bác biết nó bự, rất bự. Rất là to, đẹp. Bộ đế nơm lên ha. Dạ. Yeah. Bốn mặt luôn. Rồi anh để vị trí đó lấy thông tin luôn coi. Thì ghép thì cũng tương đối là nhìn cái bộ đế rất đẹp nè. 25. Rồi, vị trí đó 25 nghe quý cô chú. Rồi cái cũ luôn. 48. 48 ha, cũng rất là lớn. Rồi chảy dưới luôn. Nó hao cho quý chú bác hình dung nè. 85. 85. Cao cao, chiều cao luôn. Chiều cao 40. 40, chiều cao, chiều... Chiều ngang 65, 60. 60 ha. Đó, anh cho một vòng rồi đi. Cây này đẹp luôn chú bác ơi. Về để bàn là rất là đẹp luôn. Rồi giao lưu luôn cô ơi. Cái 13 này giao lưu 1,9 triệu cô bác. 1,9 triệu ha. Dạ. Rồi cũng ship 200 cây số. Dạ. Mong quý chú bác trong quá trình xem, nếu mà thấy thích cái cây nào hoặc tìm hiểu thông tin thì cứ alo cho anh Phương nha, để mà anh Phương trao đổi và ship cây cho quý chú bác chơi. Rồi đổi cây tiếp theo luôn. Bên cái đường bên đó luôn nha. Ừ. Rồi anh Phương giới thiệu cái tiếp theo luôn coi.
là cây 14 của bác. Cây số 14 ha. Dạ. Cây tàu thông. Rồi giới thiệu cây luôn anh cô ơi, bông đồ sao nè. Dảo nè. Cây dảo ha. Dạ. Cái này là bể xù cho quá, đang bể xù mạnh dữ lắm. Chỗ nào cũng bể. Cũ thì dưới rất nở. Đế thì rất lực. Một vòng đi, cho quý cô chú coi cái bộ đế nè. Đó, bên trên thì tay cầm. Tay cầm này tương đối là lực ha. Rồi tổng thể là cho quý chú bác lần nữa nè, để mình giờ lấy thông tin. Rồi anh Phương lấy thông tin đi. Cho quý chú bác hình dung nè. 27. Rồi vị trí là 27 quý chú bác ơi. Chiều cao luôn thôi. Chiều cao là 1m35. Cao 1m35. Tàn ngang luôn. Tàn ngang 1m1. Tàn ngang 1m1 quý cô chú ơi. Đây một cái cây mai dẻo. Tàn thông. Nó dán trực. Cây này quý chú bác về là vô chậu chơi Tết thôi nha. Đó. Cây rất là khỏe. Đó, ở vườn. Rồi giao lưu luôn cô ơi. Này giao lưu 2 triệu 3 cô bác. 2 triệu 3 ha. Dạ. Yeah. Ship 200 cây số luôn. Đó, quý chú bác cứ thông thả từ từ xem. Cần tìm hiểu thông tin gì nữa thì cứ alo cho anh Phương nha. Rồi mình giới thiệu cây cuối cùng, cây số 15 đi anh Phương ơi. Rồi lên cây số 15 để giới thiệu cho quý cô chú luôn nè. Rồi cây số 15 thôi. Số 15 này cũng tứ quý ghép vỏ bầu hả cô á? À, tứ quý ghép vỏ bầu ha. Dạ. Yeah. Bông rất to đẹp nha quý cô chú. Đây bộ đế của cây đây. Anh quay chậm chậm từ từ vòng đi cô. Bộ đế nó chảy đều ra hết quý cô chú ơi. Cây này mình chỉ về mình vô chậu thôi. Cây thì anh Phương sẽ ghép sẵn cho quý người cô chú hết rồi. Chỉ về là để vô chậu nhớ thôi. Còn, nhớ còn cây 16 nữa. Tay cầm trên này. Cây 16 này chưa ghi nè. Rồi anh Phương quay qua một vòng đây đi. Một xíu nữa đi cho mình lấy thông tin nè. Rồi được rồi đó. Lấy thông tin cho quý cô chú luôn nè. Cây này rất lực. Đẹp, bộ đế đẹp rồi cô chú ơi. Anh Phương lấy cái thông tin để quý cô chú hình dung nè. 31. 31 ha. Dạ. Mới cũ luôn. 38. 38. Giải ra. Đó, quý cô chú coi cái độ lớn của cái bộ đế nè. Cái này mình chơi Tết cũng rất là ok nè quý cô chú ơi. Một thước tư. Mét tư ha. Dạ. Rồi anh hao nó hao như mét gỡ mét tư đi. Khoảng đó đi. Khoảng cỡ mét mét tư mét rưỡi. Tư. Chiều cao hao hao luôn luôn. Chiều cao 70. 70 ha. Tàn ngang luôn. 59. 59. Rồi anh quay một vòng lại đi. Cho quý cô chú thưởng thức lại cái bộ đế nè. Đó xin nhắc lại với quý cô chú là ghép giả bầu ha. Dạ. Yeah. Bông rất đẹp. Bộ đế thì ăn tiền rồi đó quý cô chú ơi. Rồi giao lưu luôn cô ơi, cây số 15. Cây 15 này giao lưu 2 triệu 8 cô á. 2 triệu 8 ha. Dạ. Yeah. Đó, ship 200 cây số luôn ha. Dạ. Yeah. Đó thì quý cô chú cứ thông thả từ từ xem. Đó thì thích cây nào thì cứ alo cây đó cho thông tin cho anh Phương nha. Rồi giới thiệu cây, một cây tiếp theo luôn hả Phương hả? Dạ. Rồi cây số 16 đi.
cây số 16. Vậy là cây số 16 là cây cuối clip của cô chú anh. Mời quý cô chú xem cây số 16. Rồi anh Quân giới thiệu cây số 16 nè. 16 vẫn là tầng thông đó các bác. Dảo đế rất quái à. Dảo luôn ha. Dạ, cái này đế quái. Đây, cụ đế. Đế cũ cũ nở các bác. Đây, bác từ từ xem nha. Đặc biệt là mấy nách xù hết nữa các bác. Cái này nách xù hết. Đây, tay cầm được nhão hết rồi ha. Rồi lấy thông tin đi vô anh. Đây, bộ đế lợi quý cô chú anh. Bộ đế này lục. 22. 22 bộ đế, cái hoành. Chiều cao luôn coi. Chiều cao 1m25. 1m25, tàng ngang luôn. Một quê đầu quá. Tàng ngang 95. 95 quý cô chú ơi. Đây quý cô chú xem xa xa em nói rất là lực ha. Bộ đế rất lực. Giao lưu luôn cô ơi, cây số 16. Số 16 này giao lưu 1.2 cô bác. 1.2 ha. Dạ. Yeah. Cũng ship 200 cây số. Dạ. Đó thì mong quý chú bác xem video, thích cây nào thì cứ alo cho anh Phương nha. Vừa giới thiệu chú quý cô chú, anh Phương chào quý cô chú luôn anh Phương ơi. Chào cô chú và anh chị gần xa chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi, rất là cảm ơn ha. Thì mong quý cô chú xem, nếu mà thấy hợp nhãn cây nào thì cứ alo cho anh Phương để mình trao đổi và anh Phương ship cây chơi Tết. Đó, thì trong quá trình xem quý chú bác cứ thông thả và nhấn đăng ký để mà luôn cập nhật những cái video mới nhất của em cháu, chia sẻ những gốc mai gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý chú bác. Xin chào và hẹn gặp lại quý chú bác ở những cái video lúc sau nhé.